10 phút một trận. Thế thì không ổn, cả thời gian nghỉ ngơi hút thuốc lào giữa các trận nữa của Seng Long nữa mà trung bình chỉ là 10 phút một trận thôi. À, có voi kìa. Giờ câu voi chết dần nữa, quýt luôn. Rồi, may quá, lần này bình tĩnh lại rồi anh em ơi. Có lẽ anh em mình bổ cho quả like để ủng hộ cho Seng Long bật kèo này nào anh em ơi. À, đừng để Seng Long thua một cách chóng vánh và vỡ trận quá sớm. 3-1 thì mới khoảng cách 2 bàn. Và cơ hội cho Seng Long vẫn còn nguyên, đặc biệt là bài đấu của anh Long đang khá đẹp. 4 voi rồi thầy ơi, câu voi cẩn thận nào. Đừng để chết dần nhá. Đây rồi, hiêu đầu, cạnh rừng luôn. Đấy. Cô cậu vẫn thương anh mà. Cô cậu vẫn thương anh nên anh cố lên. Đánh cứ như trận đấu thứ hai ấy. Đây quả phụ luôn này. Bài nó chỉ đến thế này thôi. Cứ đánh như trận đấu thứ hai là được. Và trận đấu này là có điều kiện cần rồi nhá. Bài vở rất ok. Nền đất xanh mượt, rừng xung quanh và đồ ăn thì bạt ngàn. 4 voi, 1 hiêu và 1 quả phụ. Nhưng mà rừng thì cũng không quá đẹp. Rừng này gọi là mức tạm thôi. Thế là được rồi. Đồ ăn đẹp, may mà rừng không xấu đấy. Cái vị trí đây này, vị trí BS ở phía trên này thì ăn được cả hiêu này. Tí nữa đào luôn được 120 vàng, nâng cấp đầu máu luôn cũng được. Thì đó là một chiếc BS nhân 3 đấy. Voi thì đang là câu con voi thứ hai, vẫn còn một đôi nữa là 4 con voi tất cả. Hiêu thì về cũng được 2 con, còn lại ăn tại chiếc BS ăn gỗ. Thế là cũng cơ cấu là ngon nghẻ rồi đấy, đồ ăn là đã đủ rồi. Lực trận đấu này hoàn toàn có thể đánh 5A bài 26 dần. Ăn quả phụ trước à? Ăn gì cũng được. Ôi dồi, à bung ngay nhà chính. Ok, ok. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đôi giày anh em ơi. Em chờ điều này mãi. Hay. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em xem Seng Long bung hai nhà chính thì có lẽ sẽ cảm thấy thú vị hơn nhiều. Và đây là lần đầu tiên Seng Long bung hai nhà chính trước chim sẻ đi nắng nhá. Một cái điều mà em nghĩ là Seng Long sẽ không dám làm. Nhưng mà hôm nay Seng Long đã làm để cho chúng ta được thưởng thức. Không biết rằng thắng hay thua, nhưng mà Seng Long đang biểu diễn trước chim sẻ. Anh biểu diễn đây, anh chứng tỏ cho mọi người là tôi vẫn rất tự tin đấy. Tôi không hề cóng đâu. Hoặc là có cóng thì chỉ cóng trận trước thôi, trận này không cóng. Múa rồi anh em ơi. Cùng xem bài 2 nhà chính của Seng Long. Và đến chim sẻ có lẽ cũng sẽ bất ngờ với bài đấu này. Bởi vì bài đấu này là bài đấu mà lúc anh em kích đời vẫn chuẩn nhá. Kích ở đâu đó khoảng phút thứ 10. Thì lúc đó tham dân của Seng Long phải là 30 mấy dân rồi. Phút thứ 10 có 30 mấy dân rồi. Và kích đời xong thì vẫn có một nhà chính để xin dân đều. Bài này nó siêu siêu khỏe luôn anh em ạ. Nó chỉ yếu một chút ở lúc đầu thôi. Còn về sau thì nó có thể là gọi là khỏe một cách vô lý luôn. Và chúng ta sẽ cùng được xem. Chúng ta sẽ cùng được xem trong trận đấu này. Và liệu rằng chim sẻ có thể thắng được Seng Long với bài bùng hai nhà chính này hay không. Vâng, 30 dân và kích đời là ở 753. Hơi nhiều dân cùng hai nhà chính nhưng mà lại sóc đến 30 dân kích 753 là 953 lên xong. Trước 10 rưỡi đấy. Vẫn trước 10 rưỡi đấy. Và trong cái quá trình kích đời Seng Long vẫn có một nhà chính để có thể sóc dân nhá. Đấy. Tí nữa thì lên đời thậm chí còn một nhà chính nữa vẫn có thể sóc dân đều. Dân Seng nó rẻ lắm, 35 thịt thôi. Ăn đồ ăn như thế này thì sóc thoải mái. Trận này Seng Long thắng sẻ thì ngày mai Seng Long lại lên báo. Và có lẽ nhiều người sẽ tìm cái video Seng Long bung hai nhà chính để có thể theo dõi đấy. Em đã có một cái highlight Seng Long bung hai nhà chính rồi, mai em đăng cho mọi người xem. Và thậm chí trận này mà Seng Long còn thắng được thì chúng ta lại có thêm một highlight nữa trong kho video highlight của đế chế. Vâng, BM đóng rất cao, BB cũng rất cao, hy vọng mặt đấy kín luôn. Trận đấu này thì cổ vũ toàn tâm toàn ý cho Long để Long có thể thắng được nào anh em ơi. 10 phút bao nhiêu. Bây giờ thì không còn chuẩn chiếc gì nữa bởi vì Seng Long đã phá vỡ mọi quy tắc rồi. Kích đầu. 10 phút 17 với 38 dân của Seng Long. Được không ạ?
Và khi Long lên đời xong thì có lẽ Long sẽ còn đâu đó được khoảng 4x dần. Chim sẻ có mặt ở đây rồi, chim sẻ hình như đi dâng trận này à. Sẽ xem tham có lẽ giật mình. Và bo A luôn của xe Long này. Cái bài này lúc đầu vẫn yếu anh em ạ. Cái bài này có một điểm yếu là lúc đầu khi lên đời cũng không sóc được quá nhiều A đâu. Nói là 40 dân đấy, nhưng mà sóc có lẽ cũng chỉ được 4-5 A là cùng thôi. Lực lúc đầu vẫn yếu, thế nó mới khoai. Có đóng được khoảng 6 A không anh ơi? Đừng ra ruộng nhiều. Đóng được 6 A mà đỡ thì sẽ là dâng A đấy. Và chắc chắn là sẽ lên đời sớm hơn Long trong trận đấu này. 42 dân rồi. Vẫn đang sóc dần vô tội vạ nhưng mà bị bo mất một cái A. Sẻ quả này dâng cũng khá là hợp lý nhỉ. Chứ bài này chỉ sẻ đánh tại nhà cũng bao giờ thắng được Long. Tự nhiên dâng phát này để làm ra đâm ra là Lao Long cũng đang hơi bị lo. Anh đang vẽ được 6 A, hay lắm anh ơi, phải là 6 A thì mới đỡ được. Chứ bị bo mất một cái A rồi, coi như chấp người ta một cái A rồi. Thì cố được 6 cái. Đúng không ạ? 6 cái ra mà đỡ. Ví dụ xe Long chim sẻ dâng 5 cái thì vâng, bị vẩy e rồi. Không được đập e nhá, cẩn thận bị xử thua. 7 A luôn dành cho xe Long. Vâng, Long đang điên cuồng tăng A bởi vì là anh đang lo sợ rằng chim sẻ có thể công chết mình. Và với cái lực này thì đánh 7 A thoải mái. Anh chờ bánh xe để có thể đập e. Nhốt 2 dân nhưng mà bây giờ xe Long có đến 49 dân cơ. Nhốt 2 dân, thậm chí tôi đen luôn cho ông 2 dân này. Thích đen luôn. Đùa đấy, để dùng chứ tội gì mà đen. Đen luôn cho ông chục dân rồi đánh cho thoải mái. Và bây giờ vang ghép tiếp chục dân nữa lên đập. Mang chục dân nữa lên đập. Anh ơi, đúng rồi, hay lắm. Và bây giờ chim sẻ đi nắng sẽ là nạn nhân tiếp theo của cái bài đấu. Vâng, bung hai nhà chính của Sàng Long. Có phải là như vậy hay không? 5 A dành cho chim sẻ. Nhưng Sàng Long có 7 cái A và một chục con ông dân. Đen luôn một cái A cho nó phóng khoáng. Và mang dân vào đập đi anh ơi. Đập 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 đập. Chục con dân này mình nhiều hơn người ta thôi. Có chết đi thì nó cũng không là gì cả. Bởi vì vẫn đang là hai nhà chính ra dần dành cho game thủ Sàng Long. Nhưng mà lực thì đang hơi bị yếu một chút rồi. Sàng Long nơi trồ nhà của chim sẻ luôn. Đen một cái thì còn 6 A. Và với 6 A này đỡ thoải mái. Ơ, em đếm lại xem nào. Hình như đen một cái là vẫn còn 7 A. Thế là tổng là 8 à. Đếm lại xem nào. Đông lắm anh em ạ. Nhịn nhà A của Sàng Long đông cực kỳ luôn. Chả biết là 7 hay 8 nữa. Nhiều lắm. Mà chim sẻ chắc chắn sẽ không công được Sàng Long. Và câu trả lời của chúng ta có lẽ cũng đã có. Đó là liệu rằng Sàng Long có dám bung hai nhà chính trước chim sẻ không? Và liệu rằng cái bài này có hiệu quả trước một cao thủ thực sự như chim sẻ đi nắng hay không? Thì câu trả lời có. Chim sẻ thì cũng phải nằm thôi. Bây giờ gọi đại bang vào chắc cũng hoảng chứ. Đừng nói là chim sẻ. Bất ngờ luôn. Như vậy là 7 thôi. Vậy đen một cái còn 6 nhưng mà 6 là quá đủ để đỡ rồi. Sẻ đang đi vòng. Nhưng mà thôi, sẽ nhìn cái lượng timeline, nhìn cái lượng dân của Sàng Long. Và có lẽ nên để cho Long thắng trận này. Để anh nghĩ và ngày mai anh được xuất hiện trên các mặt báo. Một bài đấu bung hai nhà chính trước chim sẻ đi nắng. Đánh 7 A và chim sẻ gõ 1. Được chưa ạ? Vâng, anh em còn hoài nghi rằng cái bài hai nhà chính này gặp sẻ có thắng được không? Thì câu trả lời là thắng được. Và cái bài hai nhà chính này có lẽ sẽ là một cái hot trend trong cái thời gian tới dành cho các game thủ solo cung đưa xe. Rất hay.